Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh Nhất đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái series là Angry Birds Epic nhé. Và anh em thấy video hay thì đừng quên bỏ lại một like cũng như chia sẻ cho giúp mình nhé. Rồi thì hôm nay mình bị lỗi mất cái file save, vì thế là đồ đạc của mình đã bị mất một số đồ. Nhưng thôi không sao, chúng ta sẽ cày tiếp thôi. Chúng ta sẽ tiến tới cái phần này là Pick Power, nó sẽ là 200. Sẽ có tất cả là 5 cổng, tất cả ở đây. Cái các loại vũ khí lên dùng, các loại mũ lên dùng đây. Thì chúng ta sẽ dùng một con hồi máu đi. Đây, đội hình hồi máu chúng ta. Hiện tại con này sẽ không có cái búa thần của Thọ rồi, tại vì mình bị mất cái file save, rất là đáng tiếc. Rất là chán luôn. Rồi ok, chúng ta sẽ đánh con này. Đầu tiên là ta sẽ dùng mưa sao băng, à mưa acid. Mưa acid vào người nó. Tiếp theo là đập mấy cái con này trước này. Chúng ta bây giờ là một cái cây gậy, gậy bằng tre. Còn con này là sẽ là một cái vãi giật, tôi có một khẩu súng anh em ạ. Rồi bây giờ làm gì? Bình tĩnh thôi, con này sẽ chết thôi. Chúng ta sẽ đập con này trước. Bắn súng này. Bắn súng khá thấm đấy, đừng có đùa. Chết chưa? Bị độc sẽ chết thôi. Chúng ta sẽ hồi máu này. Rồi, chết hai con. Driver nó sẽ tăng máu cho nó. Bắn súng. Yeah. Critical ấy chứ. Hai vãi nồi. Mày nhờn. Mưa acid này. Rồi 190 máu à. Mình sẽ dùng con kia để hồi máu thôi. Con này hồi máu này. Và dùng con này bắn một phát nữa. Bắn một phát nữa. Chết ngay. Chúng ta sẽ sang cái wave thứ hai. Hơi mệt. Wow. Đây là con lợn có cái gậy mũ đầu chim. Block à. Ok. Mình sẽ đập cái con lợn này trước. Nó sẽ chết sớm rồi. Mất một nửa máu rồi. Một turn nữa là sẽ con lợn sẽ chết. Và nó sẽ không dùng kịp cái kỹ năng của nó. Cũng may là bọn này nó không có cái kiểu là kỹ năng hồi sinh nên mình đỡ sợ. Bắn nó. Yeah. Một phát nữa. Chém. Con này có cơ hội là chém lan. Khi vả kem vào mồm mình. Ăn luôn. Hồi máu này. Đập con này trước. Tập trung đập một con trước đã. Bắn đạn thấm phết đấy nhá anh em. Dù không mạnh bằng cái vũ khí Legendary nhưng mà thôi dùng tạm vậy. Bắn này. Hồi máu lên. Kết thúc. Còn 3 wave nữa. Tiến lên nào. Lên tầng 3 rồi. Trên này là không có mưa tuyết nữa rồi. Con nào yếu máu hơn nhở? Con này 1.300. Con này 1.400. Rồi ta sẽ đập con này trước này. Và mình sẽ dùng cái này. Thật ra quả ớt thì để gần cuối cũng được. Mà thôi ăn luôn đi. Đập nó. Sao đập con này? Nhầm à? Chết không? Không chết. Hai lượt cơ, con này mới có thể đập được mình. Hồi máu à? Có kịp không? Em ơi có kịp không? Một phát nữa là chết rồi. Tiếp tục này. Mưa acid. Nó dùng cái này nó bổ mình. Ui, một trận mưa. Và mình không dùng được cái quả ớt nữa rồi. Thật ra không cần. Bắn nó. Rồi mình sẽ hồi máu cho toàn team. Hồi máu trước này. Bắn nó bom. Bắn nó này gần chết. Một phát nữa. Hay. Dù không có vũ khí Legendary nhưng mà team mình cũng khá là khỏe đấy. Không quá yếu đâu. Tiếp theo hai con này toàn là bom thôi. Không dùng được quả ớt rồi. Này này. Một cái. Hai cái. Nó hai lần nó sẽ nổ nhá. Nguy hiểm quá. Thật sự là nguy hiểm đây. Rồi rồi. Đập quả bom to trước. Quả bom to trước này. Còn một quả sẽ nổ. Ok. Không kịp rồi. Không kịp rồi. Không kịp rồi. Nổ. Rồi. Mất một lượng máu luôn.
ít máu mà. Đấy, nó sẽ đánh nhau với con boss rồi anh em. Lại thằng hoàng tử à? Trời ơi, thằng hoàng tử này là bao nhiêu máu? 2600 máu. Tip for task. Chúng ta sẽ có đánh con này trước hay đánh con kia trước? 2000 cũng 2003. Rồi, thì mình sẽ đập con này trước đi. Đầu tiên ăn ớt này để xem nó đánh con nào trước, mình tập trung. Một. Tập trung bắn con này trước. Nó trâu lắm nhá. Không dễ giết đâu. Ồ, tăng công rồi. Nguy hiểm quá. Tập trung. Một phát nữa này. Nó mất một nửa máu rồi, gần chết rồi. Có quả bom à? Uầy, thấm thế. Từ từ nhè. Cửa này mình phải ăn thêm máu rồi anh em ạ. Ăn máu lên. Chúng ta sẽ ăn thêm máu cho mấy con này luôn. Vì con này nó cũng sắp chết rồi. Hồi lên nào, đúng rồi. Đập chết con này trước này. Nó tăng công, rất là nguy hiểm. Bắn phát nữa. Ok man. Hai lượt cơ. Nó gọi ra mấy quả bom à? Ba lượt nó mới nổ bom được. Oh yes. Hay. Hồi máu trước đã. Và đập nó rồi. Bom thì kệ bom, mình không quan tâm đến quả bom làm cái gì cả. Không ăn được nữa rồi. Lại phải đập nó phát nữa. Trời, chết con hoàng tử rồi. Bây giờ đến cái con này. Để làm đống tiền luôn. Thấm thế. Hồi máu đi. Ok, ta sẽ ăn cái này và đập nó. Quả ớt. 8.890 máu. Và mình sẽ hồi máu cho mấy con này cho nó đầy đã. Rồi, một con này. Hơi tốn máu, tại vì đồ đạc của mình thì không có. Trận này gần như không có đồ. Bắn nó. Critical. Bom nổ rồi. Lại thêm quả bom nữa. Không thấm đâu, quả bom này không thấm anh em ạ. Nên mình có thể thoải mái đánh nó được. Chết. Yes. Bài đánh rất là khỏe nhá. Nhưng mà nó hồi lại lượng máu bằng cái lượng máu mà nó đánh ra. Cái con này vẫn hơi chiêu quái dị này. Nó sẽ gọi là đây, nó hồi máu bằng 50% cái lượng đam đánh ra đây. Đánh đi em. Đánh đi. Nó buông một cái giáp set à? Từ từ nhá. Có vẻ không ổn lắm nhờ. Trong hai lượt à? Rồi ok. Phản đam. Phản đam thì mình cũng không sợ đâu. Một phát nữa thôi. Ô, sao đập cái đấy? Tôi không hiểu tại sao lại đập cái đấy luôn đấy. Bó tay luôn đấy. Chết. Yes. Vẫn là 3 sao, ngon. Mình tốn đến khoảng 2-3 lọ máu rồi. Rồi, quả trường thứ 4, mình đã lấy được quả trường thứ 4 rồi nhá. Đây. Vẫn là cái thằng này. Ấn tab ra thôi. Tiếp theo chúng ta cửa gì đây? Đây. Một đàn rơi à? Cái gì đây? Nó lấy quả trứng cuối cùng mình đi rồi. Lẫn vẫn con hoàng tử này. Sẽ về đâu đây? Đây. Vua. Năm quả cơ mà. Hỏi 5 quả mà sao lại ra bây giờ còn 1 quả vậy? Nhân 1. Rồi. Cộng thêm 100 nữa, 100 cái đồng tiền bạc nữa. Mũ lên cấp này. Rồi ok. Mũ của bọn này có thể tăng được. Mũ này có 500 đồng thôi. Wow, ngon. Có mũ mới đây anh em. Đây là mũ mới của bọn này. Chúng ta sẽ có hai cái mũ mới liền. Chúng ta sẽ thử xem đây là mũ gì. Đây, mấy con này sẽ có mũ mới hết.
Wow, đẹp thế nhở? Con bom mới này gây ra 273 đam, và đam sẽ tăng 1% mỗi cái 2% của cái quả ớt ấy. Đấy, Frenzy. Frenzy là sao ta? Lựa chọn một con chim 15% máu. Nhưng mà toàn bộ kẻ địch thì sao? Same dam à? Mình sẽ thử em cái mũ này. Mũ sừng bò rất là đẹp. Con này nhá. Và thêm một mũ nữa bên này này. Mũ này thì là mũ cũ rồi. Chúng ta mua lâu rồi. Mũ này cũng là cũ rồi. Đây, mũ của con này. Của con Chuck. Cái này là mũ set anh em ạ. 166 dam, Lightning Sticker. Không có chiêu hồi máu nữa. Ok, mình sẽ để sau đi. Cái này là cái gì ta? À, cái hầm ngục, cái hầm ngục. Chúng ta sẽ đi thử cái hầm ngục này xem sao. Hôm nay là thứ hai đúng không? Thứ hai nó sẽ có cái hầm ngục mới này, 5 cửa tất cả. Và mình cần một con hồi máu nhá. Hồi máu thì vẫn em này thôi. Thì chúng ta sẽ dùng cái mũ kia của nó. Mũ hồi máu được. Đây, mũ hồi máu đây. À mà mình có thể mời bạn bè mình cơ mà nhở. Đây, nó có thể mời bạn bè mình được. Picky, con này power có 109 thôi. Không được rồi, không được rồi. Mà con này mất thì mất 15 cái đồng tiền cơ. Nó không cần mời bạn bè nữa. Chúng ta sẽ tự lực thôi. Đội hình này rất là đẹp rồi. Đấy, 3-2 à, không được à. Oh man, đùa mình à. Picky Moss này. Mình phải chọn cái con kia. Không ổn rồi. Từ. Không ổn tí nào rồi anh em ạ. Cái con kia thì nó... Con kia còn yếu hơn mình cơ. Power của nó 103 thôi. Rồi ta sẽ để next qua cái đoạn này á. Xong đoạn này lâu vậy ta. Nó không nick lên cho mình à? Bao nhiêu giây đây? Phát sóng trận đấu ra toàn thế giới. Bực mình quá, sao có quảng cáo trong này nhỉ? Rồi. Nick qua. Lần sau mình phải tắt ngay luôn đi. Cửa đầu tiên. Con này có 1.600 máu, con này 1.600 máu rất là trâu nhá. Từ từ nhá, đập con này. Chết luôn, hay quá. Wow. Chết luôn này. Anh có thể nhìn thấy không? Kinh quá. Vãi. Ái chà, 39 máu. Hai vãi cả nồi ra. Bắn con này trước. Wow, 323. 310, chết luôn. Team mày khỏe quá. Con bom mày khỏe quá anh em ạ. Nó xì khói ra người kìa anh em. Mũ xịn rồi. Level up. Đấy, cấp 23. Cửa 2 nào. Con này khó chịu cực kỳ nhá. Con này cực kỳ khó chịu ấy. Con này bao nhiêu máu? Có chịu được nhiệt không? Rồi. Con này có chiêu là gì đây? Hồi máu thôi. Con này hồi máu thôi. Mày này không chết nhở? Gần chết. Vả xương à, giảm công rồi, giảm công. Hồi máu này đó. Rồi. Và chúng ta sẽ cần một phát con này sẽ dùng cái này sẽ gây ra 480 đam tất cả mà. Chết hết luôn. Wow. Khỏe chưa? Con bom mèo quá khỏe. Rồi, một đám luôn đấy. Cái bọn kia thì mình cần phải cho nó mưa axit trước á. Thì mưa axit này. Uầy, con này trâu thế nhở. Không chết này. Em thấy con này không? Sao nó trâu ta? 800 máu. Wow. Rồi. Bằng ngày bọn đánh nó thấm lắm ấy. Ok man. Đập con này trước này. Bắn con này trước, chết luôn à? Con có mỗi con này trâu thôi. Con này có 300 máu này. Con này rất là yếu nhá.
Ủa men, chết ngay. Rồi, chúng ta có thể sang lên tầng tiếp theo nào. Còn hai cửa nữa. Ái chà, đông đấy. Này thì đông này. Nó bị nó kháng này, chết ngay một con. Rồi cái này mình sẽ để quả ớt để tí nữa mình sẽ dùng ở cửa cuối. Được chưa? Kháng này em ơi. Này thì kháng này, chết ngay. Chết ngay con kia. Rồi đấy, bây giờ mình hồi máu này đẹp. Hồi máu này. Đập nó, bắn. Yes. Tuyệt vời. Chúng ta sẽ sang nốt cửa cuối cùng nào. Ô, con boss. Con boss này này, thì boss này. Con này gây ra 400 bao nhiêu đam cơ. Cho này ăn này. À không, con này ăn thì nó hồi máu thôi. À không, không, được 5 lần tấn công. 5 tấn công. Tiến lên. Bắn nó, 10 acid. Bắn này, bắn này. Bắn tiếp phát nữa. Rồi. Nửa máu. Bắn này. Rồi, hay. Hay quá. Không kịp đâu em ơi. Có mỗi mình chú thì không kịp rồi. Nó kháng cái hiệu ứng. Kháng hiệu ứng, kháng hiệu ứng. Và một phát bắn của bom thôi. Vỡ người, yes. Rồi, ok. Thì mình sẽ kết thúc tập này ở đây nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ lại một like cũng như chia sẻ cho giúp mình. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.